chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Home Auto. Em là Sao Mai. Thì trong video hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý anh chị chiếc Toyota Vios E số sàn đời 2019, chạy duy nhất chỉ có 21.000 cây thôi. Xe đi rất là ít nha. Xe một đời chủ mua mới từ đầu và bánh sô cua chưa sử dụng. Bây giờ em sẽ quay một vòng xung quanh xe cho quý anh chị xem ha. Rồi sau đó mình đi vào chi tiết. Bây giờ em sẽ quay một vòng xung quanh xe cho quý anh chị xem ha. Mình xem ở phía bên ngoài xe thì trang bị khá là đầy đủ phụ kiện rồi. Ở bên trong thì có đầu DVD, ghế simili lót sàn. Ở ngoài thì có camera da nè quý anh chị. Camera da ha. Xe thì nước sơn zin còn tới 99% luôn. Xe rất là đẹp nha quý anh chị. 5 bánh zin theo xe, bánh sơ cua chưa sử dụng nhau nha quý anh chị. Phiên bản 7 túi khí nha. Bảo dưỡng rất là đều ở trong hãng luôn. Rồi bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cái xe cho mình xem nha. Nha anh chị xem nè, xe nó còn rất là đẹp ha. Gai rất là dài nha, chạy 21.000 cây nên 5 bánh xe nha, zin theo xe. Đát nè. Tuần thứ 35 2019 ha. Bây giờ em sẽ quay keo chỉ cửa, 4 cửa và cốp capo cho mình. Đó, keo chỉ cửa nha. Zin 100% nha, nguyên bản từ nhà máy. Không mất một ly nào nha quý anh chị. Xe màu trắng rất là đẹp ha. Đây, ốc nè, ốc cửa nè, không có dấu hiệu tháo mở nha quý anh chị. Thông tin đó, xe đúng 29 nha quý anh chị. Cửa sau nha quý anh chị. Keo chỉ cửa nha. Quý anh chị xem ha. Riêng nguyên bản nha. Xe một đời chủ mua mới từ đầu nha quý anh chị. Có camera da nè. Có đó, bánh sơ cua chưa sử dụng luôn nha. Keo chỉ nè. Keo chỉ cốp ha. Sơ cua chưa sử dụng luôn nha quý anh chị. Bảo dưỡng rất đều trong hãng nha. Vừa mới bảo dưỡng ở trong hãng luôn à. Keo chỉ còn nguyên zin nha, nguyên bản. Xe thì bên em cam kết cho quý anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không thủy kết. Động cơ hộp số zin nha. Xem keo chỉ cửa ha. Rất là đẹp. Chạy đúng duy nhất 21.000 cây, nội thất bên trong nè. Đó, anh chị xem còn rất là mới nha. Mới tinh tu. Đây, xe một đời chủ nha. Ngày đăng ký lần đầu tiên nè, ngày 18 tháng 11 2019 và ngày đăng ký gần đây nhất là ngày 18 tháng 11 2019. Hai thông tin này trùng nhau. Thì xe nó là một đời chủ nha quý anh chị. Sản xuất 2019. Sẵn em cho mình xem luôn cái đăng kiểm ha. Đây đăng kiểm nha. Xe này còn đăng kiểm tới tháng 6 2023. Xe còn bảo hiểm thân vỏ nha quý anh chị. Bây giờ em sẽ quay máy ở phía trước cho mình xem nha. Capo nè. Đó. Mình xem nha. Không có dấu hiệu tháo mở nha. Đó, keo chỉ capo nè. Anh chị xem từng chi tiết một ha.
màu trắng nên ở phần phía trong nó có hơi dơ chút xíu ha. Xe không có dấu hiệu tháo mỡ nha. Xe zin nguyên bản, chạy đúng 21.000 cây. Anh chị xem trực tiếp xe là sẽ biết ha. Anh chị xem ha. Chân đèn nè, toàn bộ các chi tiết đều là zin nha. Rất là mới ha. Còn rất là trong nè. Rồi bây giờ em sẽ vô bên trong xe em nổ máy cho mình ha. Anh chị xem ha. Nội thất rất là sạch, mới ha. Đây các phím bấm nè, không hề bị mờ nha. Chạy đúng 21.000 cây. Đó, có VSC nữa. Xe này 7 túi khí, có VSC cân bằng điện tử nha. Đây, 7 túi khí SRS airbag nè. Những cái vị trí mà những cái chỗ mà SRS airbag là vị trí túi khí nha quý anh chị. Đó, đúng 21.000 cây. Xe mới về bên em thôi. Bắt đầu DVD nè. Bảo dưỡng rất là đều trong hãng luôn. Đây cần số nha. Rất là mới ha. Từng chi mốt tiếp một nè. Vô lăng nè, rất là nhám ha. Chạy đúng 21.000 cây. Chiếc xe đi rất là đẹp luôn. Đây, xe la phong nè. Cái trần đây chưa có bọc là la phong trần nha. Có camera hành trình luôn nha. Nào quý anh chị, sẽ có camera hành trình nha. Xem chân ga ôm chạy đúng 21.000 cây đó quý anh chị. Dạ em vừa giới thiệu tới quý anh chị chiếc Toyota Prius E số sàn đời 2019, chạy duy nhất 21.000 cây. Xe này phiên bản 7 túi khí nha quý anh chị, phiên bản gia đình. Bánh sơ cua chưa sử dụng. Nếu mà anh chị muốn sở hữu chiếc xe này có thể gọi em qua số điện thoại 0908020426. Và nếu yêu thích video này cũng như là Home Auto, xin hãy like, share và những thông báo để cập nhật video tiếp theo. Home Auto, xe đẹp dành cho thực khách. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.